có một màn chôn khá là độc đáo đấy mọi người. Mọi người hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề mình làm gì chưa? Chủ đề video mình làm gì chưa? Nope. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại video tiếp theo của mình. Mình là Tuấn Anh thích chôn vợ đây mọi người. Đó, thì ngày hôm nay mình có một màn chôn khá là độc đáo đấy mọi người. Đấy, thì mình mấy hôm nay vợ mình ấy sáng nào cũng phải kiểu là dậy xong ấy mọi người, cái thói quen ấy sáng nào dậy xong cũng phải đi tìm bồn cầu đầu tiên. Đấy, tìm một cầu đầu tiên, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ làm một cái màn chôn gọi là khá là táo bạo đấy. Mình chắc là mình cũng phân vân không biết là nên làm hay không, nhưng mà phải làm để cho con lợn hiền một bài học nhớ đời luôn. Ok mọi người nha, hiện tại mình đang có mặt trong tựa game Carwin, thì con game này giúp mình kiếm tiền hàng ngày. Thì bây giờ giới thiệu anh em nhé. Thì đầu tiên mọi người vào, mọi người nhìn thấy này, game rất là nhiều game hot luôn. Thì mọi người đừng bỏ lỡ phần thông báo những sự kiện hot trong game mọi người nha. Đây mọi người vào thông báo này, đó, sự kiện hot Carwin cuối tuần có hấp dẫn, mọi người cùng chờ đón tham gia vào hồi 23 giờ ngày 14 tháng 7. Mọi người nhận sự kiện mọi người nhé. Đó, nói chung mọi người đừng bỏ lỡ những sự kiện hot trong game mọi người nhé. Đó, bây giới thiệu mọi người cách nạp tiền này. Nạp tiền đây, nạp tiền áp dụng rất là nhiều phương thức nạp tiền, có từ cổng 1 đến cổng 6 này. Đó, thẻ cào MomoPay, ZaloPay, QDBanking, eBanking này, và mình nhận chơi coder miễn phí và 20k mọi người nhé. Mình sẽ để link ở phần mô tả mọi người nhé. Ok chưa? Bây mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi thưởng này. Đó. Đổi thưởng ở đây anh em tối thiểu rút 50k và tiết được 3 tài khoản nhá. Bây mình sẽ rút một cục này. Đó. Đó, mình sẽ rút tiền. Ok, đăng ký rút tiền. Đăng ký rút thành công lại thì cần 2 đến 3 phút, sớm là mấy giây bắn trực tiếp thẳng vào tài khoản của em luôn nhé. Bây giờ mình sẽ cách hướng dẫn anh em cách chơi có tiền anh em nhé. Bây mình sẽ vào đầu long hổ đi anh em. Bây mình sẽ cách là 5 lốt đi. Ok, mình sẽ đặt bên long luôn đi anh em. Đó. Nói chung là anh em xem thật là kỹ lưỡng xem mà bên nào mà ok thì anh em đặt anh em nhé. Đó. Đầu tiên vào mọi người chết long cho mình. Đó. 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok cho anh em đấy. Về luôn, hồi luôn anh em ạ. Ngoài game Long Hổ ra thì rất là nhiều game hot luôn. Đó thì game này mình có để link phần mô tả anh em nhé. Bây giờ mời anh em vào xem tiếp nhé. Luôn tại vì là đi vệ sinh không thì không nói mọi người ạ. Mình đi thì mình đi chỉ là 1 đến 2 phút hoặc ít nhất lâu nhất là 5 phút thôi. Còn con vợ mình đi ấy, nó phải ít cứ phải 20 phút 30 phút đấy, cho nên là mình rất là ghét cái khoảng thời gian đấy, cho nên là ngày hôm nay mình sẽ cho nó thế nào gọi là 3 đến 20 phút mọi người nhá. Đấy, bây mình sẽ chuyển của mình có một lọ như này. Đấy. Lọ này gọi là một lọ thần thánh của mình đấy, mình cho mọi người xem này. Mình đang vừa đấy mình thử mình test thử xem. Mà đang tí mình đổ thêm vào. Ui ui. Nói chung là lọ này là lọ gì thì bây giờ mọi người cùng mình thực hiện màn chôn của mình nhá mọi người nhá. Đấy thì ok, bạn nào mà thấy clip mình hay cho mình xin một đăng ký kênh và một like để ủng hộ gia đình mình mọi người nhá. Và hiện tại bây giờ mình cũng đang sản xuất những cái content, những cái ý tưởng, những cái vlog chôn, những cái màn chôn độc đáo đến từ vị trí của Tuấn Anh, cho nên là mọi người đừng quên đấn đăng ký và bật chuông thông báo để đón chờ những cái video mới nhất, độc nhất, lạ nhất của mình mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ thực hiện luôn clip không linh tinh lên thiên nữa. Nói chung là nói nhiều mất hay. Ok, đi thực hiện cùng mọi người, cùng chờ đón màn chôn của mình như thế nào mọi người nha. Ok, đi. Mọi người nhìn biết mình như thế nào là biết mình làm gì rồi đúng không? Đấy. Bây giờ mình sẽ cho cái lọ thần thánh này vào của mình vào. Cho cái lọ gọi là cái lọ thần thánh của mình vào. Mọi người hiểu vấn đề chưa? Hiểu vấn đề mình làm gì chưa? Chủ đề chưa? Mình làm gì chưa? Cho chừa cái cho đi biển lâu này. Khá là nhiều đấy mọi người. Thì cái lọ này ấy, ai nó bé hiền vợ mình không biết là còn lâu mới nhấc đít lên được mọi người. Nhưng mà nó có một cái bí mật thì gọi là chỉ mình biết thôi, chỉ cần xịt nước vào cái là kiểu là nó tự đứng dậy được đấy mọi người. Đấy, tự hết cái dính của luôn đấy, gạt nước là hết dính luôn mọi người đấy. Ok, đặt góc cam ạ. Mình sợ tí bị đầu lúc mọi người làm xong chứ, kiểu đi chắc chết mất, nhưng mà không sao vì mọi người đấy. Thank you.
đi rồi mọi người, đợi mãi mới đi mọi người. Mình đảm bảo mà bảo sáng nào dậy là cũng phải đi một lần mọi người ạ. Đấy, nhớ đây. Tí mẹ con kiểu gì mọi bố mà coi. Đang ngồi trong đấy mọi người. Mọi người cùng chờ kết quả mọi người nhé, xem là phản ứng như thế nào mọi người, xem là có khó bị dính không, tại vì là cái đấy cũng không dính lắm đâu, nhưng mà mình đổ hơi nhiều chắc là dính đấy mọi người. Màn trôn này bá đạo luôn đấy mọi người. Ok mọi người, đợi phản ứng đi mọi người, đợi kết quả mọi người nhé. Ok nhờ nhím cùng bố đợi kết quả nhá nhá. Làm sao? Này quay đi mà quay không nhấc đít lên lại. Sao lại không nhấc được đít lên? Em làm gì không cầu làm đâu. Anh có làm gì đâu. Đi ở xong thì mình nhấc đít lên đi làm cái gì? Ai làm gì? Buồn cười thế. Không nhờ đâu ấy. Nhấc đít lên thế nào? Nhấc được. Thối thế, đi ở cứ ngồi đấy. Mày. Đấy là cho cái chừa tội ngồi hẳn 30 phút. Ngồi ở nghỉ ở hẳn 30 phút. Đâu ra 30 phút? Chả 2-30 phút rồi ạ. Nghe em không biết đâu. Xin chưa? Hả? Xin ai? Xin anh. Nhím. Xin ai? Xin ai? Xem nào. Em nhấc cả lên sao không nhấc được nhở? Không nhấc được. Sao không nhấc được? Em định cấu với ai? Hả? Cấu với ai? Có xin chưa? Xin thì tha, còn không á, còn không thì còn lâu nhá. Xin ai? Xin anh. Ừ? Xin ai? Em nghe thúi giúp. Xả nước đi. Không quay nữa. Anh làm vlog trôn em mà, ai bảo quay em trôn anh? Không. Ai bảo trôn anh? Không được đăng. Sao không được đăng? Không. Em đây là ý tưởng quá là bá đạo luôn. Thế bây em xin chưa hả? Xin. Em xin đít, em giở đít chưa? Em xin đít rồi. Xin đít rồi thì bây giờ em phải xin. Em cả xin cả ấy chứ hả? Em xin cả ấy chứ. Anh bảo bây giờ muốn ra được ấy thì dùng vòi nước xịt quanh cái vành đít đấy thì phải ra. Làm đi thì cũng muốn ra. Mà ra cấm đấm nha. Mày đấm dậy mai ra làm tiếp đấy. Không ra được đâu. Hay đó. Ra được không? Yeah.
Nhanh lên. Nó chết mẹ mình rồi. Nó quả giải đéo ra nó giết mình mất rồi mọi người ơi. Ê mẹ con bị dính ít bờ cờ kìa. Chỉ có 1 phút, 2 phút thôi. Em làm hẳn 30 phút. Kì nhờ? Ừ. Trời ơi. Giá sẽ cần đi rồi ơi. Thế là. Nhưng mà đi được không? Như dòng 52 mà. Thế? Ok. Đó, cần đi ra lê thôi. Yêu mà. Đến mai, từ mai đi 5 phút hay là 30 phút tiếp? 30 phút tiếp. Thế lại dính tiếp. Kìa. Mày dính kéo con chó vào cho dính hết cả đít nhá. Đi lắm vào đi thì lâu. Ừ tí em cũng đổ keo vào cho anh đi anh chết. Ừ lâu nhá. Kìa ừ. Trông con đi kìa đấy. Anh trông miếu hết cả da rồi. Đấy. Ok mọi người ơi, mặt trôi của mình bó đạo chưa? Từ từ để mình chuyển lên lên đã. Ấy trời ơi đẳng cấp luôn đấy, mọi người thấy màn chun của mình bá đạo thì cho mình xin nó đăng ký kênh và một like mọi người nhá. Đấy đây là con lợn. đây là con lợn bị tún đít này mọi người này. Đây là con lợn bị dính đít vào bồn cầu này mọi người này. Ui chói. Ờ đấy là em dính đít rồi nha. Mẹ mà bị dính đít thì điên ai đi chôn mẹ. Ừ. Nó đâu lúc đấy mẹ đi vệ sinh nào. Còn lâu nhá. Thì... còn lâu nhá, đó. Thì ok mọi người. Màn chốt của mình nha, đến đây là kết thúc mọi người. Bạn nào mà đây clip mình hay cho mình xin đăng ký kênh và một like để ủng hộ gia đình mình mọi người nhá, để ủng hộ mình thôi. Và nhớ có ý tưởng thì cứ comment bên dưới để mình thực hiện mọi người nhá. Nói chung là ấy, mình sẽ mang lại những cái màn chôn độc đáo đến cho mọi người xem mọi người nhá. Đấy, nói chung là đầu mình ấy hơi bị nhiều ốc chó ấy. Mai anh chuẩn bị đón một màn chôn của anh kia đi. Cứ chuẩn bị tinh thần đi nhá. Bye bye. Bye bye tất cả mọi người. Hẹn mọi người tiếp theo mọi người nhá. Okay.